Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News ngày 31 tháng 7. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Apple khi theo báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 thì Apple đã đánh bại mọi dự đoán của các chuyên gia phân tích phố Wall với mức tăng trưởng ấn tượng bất chấp diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên thì Apple cũng phải xác nhận một tin buồn đối với các iFan. Theo đó thì giám đốc tài chính Luca Maestri đã nói với các nhà đầu tư: "Như các bạn đã biết thì năm ngoái chúng tôi đã bắt đầu bán iPhone mới vào cuối tháng 9 và năm nay thì chúng tôi hy vọng nguồn cung sẽ có muộn hơn vài tuần. Điều đó có nghĩa là những chiếc iPhone 12 5G sẽ bị trì hoãn và không được ra mắt như tháng 9 mọi năm. Thay vào đó thì iPhone 12 series có thể được ra mắt vào tháng 10 hay thậm chí muộn hơn là vào tháng 11. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể biết chính xác thời điểm Apple lựa chọn. Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 lây lan trên toàn cầu thì nhiều dây chuyền sản xuất đã phải dừng hoạt động. Và đã có tin đồn về việc Apple sẽ trì hoãn ngày ra mắt thế hệ iPhone 12, khi đối tác cung cấp chip modem 5G của Apple đó là Qualcomm cũng xác nhận thông tin này, mặc dù không nói đích danh là Apple. Tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên, trong quá khứ thì Apple cũng đã có những chiếc iPhone mới được ra mắt muộn hơn, khi vào năm 2017 thì chiếc iPhone X chúng ta sẽ phải chờ đến ngày 3 tháng 11 để mới có thể sở hữu. Còn vào năm 2018 thì chiếc iPhone XR thì người dùng cũng phải chờ đến ngày 26 tháng 10 mới có hàng. Và trên thực tế năm ngoái là năm đầu tiên kể từ năm 2016 đến nay, tất cả những mẫu iPhone được bán ra đúng hẹn vào tháng 9. Do đó thì điều này cũng không quá bất ngờ. Và theo CSO Luca Maestri thì iPhone 12 5G có thể sẽ không bị trì hoãn quá muộn. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Huawei khi một nguồn tin tới từ Trung Quốc vừa chia sẻ rằng Huawei sẽ ra mắt tới 4 phiên bản biến thể của Huawei Mate 40 vào cuối năm nay. Theo một blogger ở trên Weibo thì Huawei sẽ ra mắt 4 chiếc điện thoại thông minh thuộc dòng sản phẩm Mate 40. Theo đó thì các smartphone này sẽ bao gồm Mate 40 tiêu chuẩn, Mate 40 Pro cao cấp hơn, Mate 40 Pro Plus và Mate 40 Posture Special Edition. Được biết thì công ty Trung Quốc này trước đó cũng đã ra mắt phiên bản Huawei P40 Pro Plus trong dòng sản phẩm P40 hàng đầu của mình vào đầu năm nay. Vì vậy, thông tin dò dỉ ngày hôm nay là hoàn toàn có cơ sở và nhiều khả năng nó sẽ trở thành hiện thực. Những dò dỉ gần đây đã cho thấy loạt Huawei Mate 40 sẽ có khả năng được trang bị màn hình với tần số quét 90Hz và bộ vi xử lý ở trên máy sẽ là bộ vi xử lý được sản xuất trên tiến trình 5 nanomet hoàn toàn mới với hiệu năng vượt trội hơn so với các thế hệ trước. Tuy nhiên thì chúng ta chưa biết chính xác được tên gọi của con chip Kirin 5 nanomet được trang bị trên chiếc Huawei Mate 40 có tên là gì. Và một báo cáo tuyên bố rằng nó có thể sẽ là con chip Kirin 1000, nhưng báo cáo khác lại nói rằng đây là con chip Kirin 1020. Ngoài ra thế hệ chip cao cấp mới này được cho là sẽ sử dụng kiến trúc nhân Cortex A77, A78 và GPU Mali G77, G78. Với sự kết hợp này thì hiệu suất của CPU và GPU sẽ tăng lên một cách đáng kể. Tiếp theo cho bản tin hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Realme khi Realme V5 dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 3 tháng 8. Và gần đây thì chiếc smartphone này đã lộ cấu hình trên cơ quan Tena và bây giờ chiếc máy này đã xuất hiện ở ngoài đời thực. Theo đó thì hình ảnh bên dưới đã cho chúng ta thấy mặt trước của chiếc Realme V5 sẽ có màn hình đục lỗ với các phần viền được vát mỏng. Máy sẽ hỗ trợ 5G chế độ kép SA NSA và các báo cáo gần đây cũng cho biết là Realme V5 sẽ sử dụng tấm nền IPS LCD kích thước 6,5 inch độ phân giải Full HD cộng và máy sẽ có mức bộ nhớ RAM là 6GB hoặc 8GB và 128GB bộ nhớ trong. Về phần mềm thì máy sẽ chạy trên giao diện Android 10 với giao diện Realme UI. Ngoài ra thì cơ quan Tena cũng đã xác nhận Realme V5 sẽ được trang bị 4 camera sau bao gồm cảm biến chính 48MP và 3 camera khác với thông số lần lượt là 8MP, 2MP và 2MP. Còn camera selfie trước của máy sẽ có độ phân giải lên tới 16MP. Dự kiến thì Realme V5 sẽ song hành cùng với con chip Dimensity 720 mới của MediaTek. Tiếp theo cho bản tin hôm nay sẽ những thông tin tới từ SMD khi chiếc Nokia Wolverine là một trong 3 chiếc điện thoại Nokia có thể được Nokia Mobile công bố vào cuối năm nay. Theo một leaker giấu tên thì Nokia Wolverine chính là chiếc Nokia 2.4, một thiết bị sẽ được giới thiệu tại sự kiện IFA 2020 được dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay. Theo đó thì leaker này cũng đã chia sẻ một vài thông số kỹ thuật chính của chiếc máy này. Thông số kỹ thuật mà leaker chia sẻ hoàn toàn khớp so với dữ liệu đã từng xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench của chiếc Nokia 2.4. Cụ thể như sau: máy sẽ trang bị bộ vi xử lý MediaTek Helio P22 và viên pin với dung lượng 4500mAh. Chúng ta sẽ có hai biến thể bộ nhớ đó là 2GB RAM 32GB ROM và 3GB RAM 64GB ROM. Kích thước màn hình của máy sẽ là 6.5 inch độ phân giải HD cộng và tỷ lệ khung hình của máy sẽ là 19:9. Máy sẽ trang bị hai camera với độ phân giải là 13MP và 2MP cùng một camera trước với độ phân giải 5MP. Và leaker này cũng chia sẻ thêm một góc hình ảnh mặt sau của chiếc Nokia 2.4. Nhìn chung thông số kỹ thuật của chiếc máy này được đánh giá cao đối với một sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ. Và nếu Nokia 2.4 có mức giá rơi vào khoảng 2,5 triệu đồng thì đây sẽ là một sự lựa chọn tốt ở trong phân khúc tầm giá. Cuối cùng cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Samsung khi hôm qua hình ảnh thiết kế của chiếc Galaxy Z Fold 2 đã bị rò rỉ, cùng với đó là hình ảnh render dành cho bên báo chí. Và hôm nay theo một báo cáo mới từ Hàn Quốc đã cho chúng ta biết rằng chiếc Galaxy Z Fold 2 sẽ có giá bán tương tự như là phiên bản tiền nhiệm Galaxy Fold.
Theo như báo cáo từ The Daily thì một số nhà mạng ở Hàn Quốc đã bắt đầu thử nghiệm chiếc Galaxy Z Fold 2 từ tuần trước. Thậm chí họ còn đồng ý với Samsung về ngày ra mắt cũng như giá bán của sản phẩm. Báo cáo nói rằng điện thoại màn hình gập thứ 3 của hãng sẽ bắt đầu được mở bán từ ngày 18 tháng 9 tại Hàn Quốc. Điều này cũng giống so với các báo cáo trước và cho biết rằng nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc sẽ ra mắt chiếc Galaxy Z Fold 2 vào tháng 9, sau đó là chiếc Galaxy S20 Fan Edition vào tháng 10. Về mức giá thì Galaxy Z Fold 2 sẽ có mức giá khoảng 2.398.000 won, tức là tương đương khoảng 2.005 đô la. Và mức giá của chiếc Galaxy Z Fold 2 này cũng sẽ ngang ngửa so với chiếc Galaxy Fold trước đó. Điều này có nghĩa là Galaxy Z Fold 2 sẽ có giá tương tự như người tiền nhiệm ở quốc tế với mức giá 1.980 đô la. Điểm qua đôi chút về thông số thì Galaxy Z Fold 2 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 865 Plus. Có hai tùy chọn bộ nhớ trong, đó là 256GB và 512GB cùng kết nối 5G. Viên pin của máy được báo cáo sẽ bao gồm hai thành phần với tổng dung lượng là 4.365mAh, hỗ trợ sạc nhanh và sạc ngược không dây 15W. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi tổng hợp lại những thông tin công nghệ hot nhất trong ngày. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share và nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.